Tối ngày 29 tháng 6 tại Kinoshin Studio Hà Nội đã diễn ra buổi workshop kết nối và sáng tạo qua múa đường đại. Tại đây, gần 20 người tham gia đến từ nhiều độ tuổi khác nhau và quốc tịch khác nhau đã được thực hành các bài tập đơn giản của múa đường đại. Đây là phương tiện để biểu đạt và kết nối, giúp người tham gia khám phá chuyển động của cơ thể, nội tâm, trí óc và vượt qua các giới hạn của suy nghĩ, hành động. Qua đó, tự tin thể hiện bản thân và gắn kết với người khác một cách vui vẻ, tự nhiên. Đặc biệt, workshop được mở miễn phí dành cho tất cả những người không chuyên nhưng có niềm yêu thích với quan tâm đến môn nghệ thuật này. Hoạt động sẽ được tổ chức thường xuyên vào thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.